Em quay siêu phẩm cho bà khách một con đầu băng cassette hiệu DU được lên full suất AV điện 220V ra bốn đôi loa, hai đôi loa là bốn cầu loa đấy ạ. Công tắc nguồn, vỏ hộp gỗ dán màu gỗ óc chó rất đẹp, vân gỗ đấy, đầu mặt màu ghi của DU, máy hoàn toàn xuất sắc, từ việc chạy băng cassette bằng cơ học hoàn toàn, nói chung chất âm mộc mạc analog.